Hôm nay là ngày 26 tây tháng 10, là ngày mà theo lịch của cơ quan chức năng sẽ đến nhà của Hồng Loan để làm việc các bạn. Thì trong hình là các bạn thấy là xe của cô Sáu đã tới nơi rồi. Cô Sáu cùng với Hồng Phượng và cô Lành Bún Bò xuất hiện trong cái âm thầm lặng lẽ thôi. Mình thấy bên phe của cô Sáu thì chỉ có vài người thôi. Họ đến chắc cũng để theo yêu cầu của tòa án. Cô Sáu đang quay lại xe tìm kiếm cái gì đó. Có thể nói là cái vụ việc này chắc chắc có lẽ là đang đi vào kết thúc ha các bạn. Và phần thắng chắc có lẽ nghiêng về phía Hồng Loan. Đây, Hồng Phượng, cô Sáu và cô Lành Bún Bò đang xuống xe để đi vào nhà của Hồng Loan. Phe của cô Sáu tới rất là ít thôi, chỉ có vài người thôi. Đây, cô Lành Bún Bò đi sau cùng, ở giữa là cô Sáu, còn hình trắng ở bên đó là Hồng Phượng. Hồng Phượng đang quay lại để tìm cái gì ở trong xe đó các bạn. Bữa nay họ xuất hiện trong âm thầm lặng lẽ thôi. Tất cả đều đeo khẩu trang kính bưng hết. Cô Sáu còn đeo thêm mắt kính đen nữa. Lực lượng chức năng thì đang làm trật tự. Có rất đông cái lực lượng chức năng đến để giữ an toàn trật tự cho cái tuyến đường ngày hôm nay. Ta thấy là đường khá thông thoáng ha. Người dân thì ít được tiếp cận. Tuy vậy chứ một số người cũng hiếu kỳ thì cũng đến đông lắm các bạn. Họ đến để xem tình hình như thế nào cũng như là ủng hộ cái phe của Hồng Loan. Đây là luật sư rất thân thiết với Hồng Loan, luật sư Ngọc, người đã hỗ trợ Hồng Loan rất là nhiều trong cái sự việc này. Và bây giờ thì phía Hồng Phượng đã dọn đồ ra khỏi nhà của Hồng Loan nha các bạn. Ta thấy là có rất là nhiều đồ được dọn ra. Được vô trong cái những bịch rất là cẩn thận để đem lên xe của cô Sáu. Ta thấy là có rất là nhiều đồ luôn. Nhưng mà theo như thông tin đó là chắc có lẽ phải chờ xe tải chở nữa mới hết. Bữa nay thì chở rất là ít thôi. Nhiều bột lỉnh kỉnh luôn. Theo chúng tôi thấy là có một số đồ như đồ chơi đồng mẫu của Ruby rồi chẳng hạn. Kể cả cái đờn của ca sĩ Long Hồ nữa. Vậy đây cũng có thể thấy là tin vui cho Hồng Loan rồi. Chắc là cái thời gian mà chiến thắng thì chắc gần đây thôi, vài ngày nữa thôi. Không gian thoải mái đã bắt đầu trở lại với Hồng Loan rồi. Cô Sáu mà dọn đi thì rất là thoải mái ha, được trống trải, rộng rãi cho căn nhà của Hồng Loan nữa. Xin chúc mừng Hồng Loan rất nhiều. Bây giờ là đã dọn xong đồ hết, tất cả đều lên xe rồi đó các bạn. Lên xe để rời đi. Rất đông bà con và những người ủng hộ Hồng Loan đã đến vây chật kín khu vực luôn. Nhưng mà họ cũng rất trật tự nha. Để xem và ủng hộ Hồng Loan cũng như là xem cái việc dọn nhà của cô Sáu đi, dọn đồ của cô Sáu đi. Xin chúc mừng Hồng Loan rất là nhiều. Hồng Loan đã được trở chính thức là chủ nhân cái không gian ngôi nhà rồi.
thấy có đông đảo bà con đứng nhưng họ rất trật tự, kể cả lực lượng đến quay phim chụp ảnh để đưa tin về cái sự việc này nữa. Ta cùng xem lại hình ảnh lúc cô Sáu mới đến ha. Đeo mắt kiếng là người đi giữa là cô Sáu, phía sau là cô Lành cũng bỏ người bận áo trắng, đó chính là Hồng Phượng. Có thể thấy là phe bên cô Sáu thì rất là ít, họ đến rất là ít, chỉ vài người thôi, còn hầu như là phần lớn là những người ủng hộ phe Hồng Loan thôi. Họ la lên sao kê rất là nhiều khi họ thấy Hồng Phượng. Có thể thấy là cô Sáu rất là thoải mái khi dọn nhà đi, chấp nhận thua cuộc, còn giơ tay chào bà con nữa. Đó, họ giơ, thậm chí là cô còn dùng cờ để vẫy chào bà con nữa. Đó, hình ảnh cô Sáu đang dùng tay cầm cái cờ để vẫy vẫy chào bà con nữa các bạn. Xin chúc mừng Hồng Loan. Hồng Loan đã trở thành cái chủ nhân của ngôi nhà của ba mình để lại. Hồng Phượng còn thậm chí còn nhún nhảy trước khi lên xe. Rồi, xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại ở những video sau. Video sau thì mình sẽ làm clip về Hồng Loan, phe Hồng Loan vui tươi.